950.000 để nó có bà chị hỏi tới dạ anh tới đưa cái hút mổ 1.950.000 thì luôn. Giver ship món đồ gần 2 triệu cho chủ tiệm, thanh niên liên tục hối nhân viên đưa tiền và cái kết bất ngờ. Theo đó, sự việc xảy ra tại một shop quần áo. Bạn nữ nhân viên đang loay hoay quét sân thì bất ngờ có một thanh niên đi xe ôm chạy tới với thái độ hấp tấp vội vàng. Chưa kịp chào hỏi và nói chuyện được mấy câu với bạn nhân viên đã bước thiệt nhanh vô shop, sau đó lấy trong túi ra một hộp thuốc bổ, nói rằng đây là hàng của chị chủ và yêu cầu bạn nhân viên trả gần 2 triệu đồng tiền hàng, chỉ nhận tiền mặt không nhận chuyển khoản. Không những thế, thanh niên còn diễn nét bận rộn, nói chuyện liên tục với chủ shop, chứng tỏ bản thân có quen thân với chị chủ nhằm mục đích thao túng tâm lý bạn nhân viên. Em tên gì bác? Vậy là anh gửi bé Nguyên em nhận tiền gì đó. Dạ ok chị. 950 em. Không, mọi người tiền mặt không chứ. Thế nhưng bạn nhân viên vẫn bình tĩnh tiếp chuyện, sau đó lấy điện thoại gọi trực tiếp cho chủ shop để xác nhận lại đơn hàng. À chị gọi nè. Dạ em nghe chị. Rồi bé ơi chị hỏi mình đủ tiền nhận không bé? Dạ. À bé ơi chị hỏi mình đủ nhận tiền không bé? Đủ chị. 1950. Đúng rồi, tại vì đáng lẽ là trưa hôm qua mà đi du lịch trễ quá giờ. Rồi xác nhận là okay. Cảm thấy ca này không mấy suôn sẻ, thanh niên vẫn với sự vội vàng lúc đầu, lấy lại hộp thuốc bổ rồi quay xe bỏ đi. Okay. Được biết chị chủ shop từ nhỏ đến lớn chưa từng mua một hộp thuốc bổ nào, thế nên việc một thanh niên giao thuốc bổ đến đã vô tình khiến cho bạn nhân viên nảy sinh nghi ngờ. Đoạn clip như một lời nhắc nhở đến tất cả mọi người phải cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Nếu nhận giùm đơn hàng cần phải gọi điện trực tiếp cho chủ nhân đơn hàng để xác nhận, để không phải mất tiền oan. Một số bình luận được mọi người để lại: thanh niên định thao túng tâm lý bé nhân viên nhưng được cái con bé nhân viên quá tỉnh táo. Trời, phải gọi xác nhận nữa hả? Ủa tiền chứ đâu phải là lá mít mà không gọi xác nhận lại. Sao tôi sợ ai lạ mà đứng gần áp sát người như vậy quá trời, lại còn ngang nhiên đi thẳng vô trong nhà nữa chứ. Cỡ thằng này thì không có cửa vô được cái nhà của tôi đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.